Việt Nam là một cái nước nông dân, nó là một cái nước nông nghiệp, và cái tư tưởng nông dân, cái tinh thần nông dân, cái tình cảm nông dân đấy thì nó có ở trên tất cả mọi cái lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Tôi là một cái nhà văn Việt Nam, và cũng giống như là một cái lời đề tựa trong cái một trong một cái chuyện của tôi đấy, thì tôi có nói rằng là mẹ tôi là nông dân, còn tôi sinh ở nông thôn. Thì cái câu này này nó cũng nói về cái số phận, nói về cái cuộc đời của bản thân tôi, nhưng mà cũng nói đến cái số phận, đến cuộc đời của nhiều cái người Việt Nam khác, không phải chỉ là viết văn mà từ làm kinh tế, thậm chí làm chính trị hay là những cái lĩnh vực khác cũng thế thôi. Cũng cái tinh thần nông dân, cái tư tưởng nông dân, cái tình cảm nông dân đấy nó thấm đậm, nó rất là rõ. Và điều đấy nó ảnh hưởng đến cái tính cách, đến công việc, đến cách xử thế, đến cách ứng xử ở trong cuộc sống, cả ở trong nước lẫn cả ở nước ngoài, cả ở trong cái gia đình lẫn ở xã hội. Thì cái điều đó nó cũng có cái hay và nó cũng có cái giả của nó. Nó hay thì cũng rằng hay thì thật là hay, thế nhưng mà giả ở đây thì cũng nhiều cái cũng rất giả. Chúng ta biết rằng là nếu cứ ôm ấp rồi thì vui vẻ với cái tinh thần nông dân, với cái tình cảm nông dân mãi đấy, đấy thì rất khó mà có thể trở thành một cái cộng đồng, trở thành một cái đất nước, trở thành một cái dân tộc phát triển. Trong các tác phẩm truyện của ông ấy thì nó có thể chia làm bốn cái chùm chính: về lịch sử, những cái câu chuyện về lịch sử như là kiếm sắc, vàng lửa, hay là những cái huyền thoại mà có cái tính chất như cổ tích ấy, như là Trương Chi, ông quay trở lại với những cái tích, điển tích cũ. Rồi là một cái loạt về những cái chuyện hiện đại như là Cún này, hay là Không có vua, và một cái mảng khác là về đồng quê. Tại sao ông lại quay trở lại những cái chùm về chuyện lịch sử cũng như là về cổ tích huyền thoại? Có phải cái đấy là do ảnh hưởng của một thời ông đã từng là giáo viên dạy sử không thưa ông? Cái mối quan tâm của một nhà văn hiện đại bao giờ cũng là những cái vấn đề hiện tại, những cái vấn đề trước mắt. Thế tôi cũng là một cái nhà văn mà tôi hay quan tâm đến những cái đề tài hiện tại, những cái đề tài trước mắt, những cái gì gần gũi nhất. Thực sự ra viết về lịch sử, thực sự ra viết về cổ tích, thực sự ra viết về những cái chuyện tưởng tượng khác đấy, thì cũng là đề cập đến những cái vấn đề của cuộc sống hiện tại mà thôi. Thì vốn là một giáo viên lịch sử, cho nên là những cái kiến thức lịch sử đấy nó cũng góp phần thêm cho tôi có những vốn liếng văn hóa nó phong phú hơn. Thế đồng thời là chính cái việc học tập hay là giảng dạy lịch sử đấy nó cũng giúp cho tôi có một cái cách nhìn nó tương đối có hệ thống, hay là nó có điều kiện để mà mình xem đi, mình lật lại các vấn đề. Lịch sử nó là một cái vấn đề rất thú vị. Qua các cái tác phẩm mà viết về những cái chuyện lịch sử của ông thì ông có một cái cách nhìn giống như là lật ngược lại, không giống như những sử sách ngày xưa đã dạy. Thì tại sao vậy, và ông nghĩ gì về cách viết sử của Việt Nam? Xem xét về những cái sách lịch sử thì chúng ta cần phải chú ý rằng là bao giờ nó cũng được viết có lợi cho ai đấy. Cho nên là phải tìm hiểu rõ những cái sự kiện, hay là mình thậm chí cái người nghiên cứu lịch sử hay là người viết sử, và mình phải tự đặt mình ở trong cái hoàn cảnh đấy, ở trong cái canh ngộ đấy, thì lúc đó mình mới dễ có một cái nhìn nó chính xác. Cái lịch sử cận đại và hiện đại của Việt Nam theo tôi tức là còn sai lầm rất là nhiều. Thực sự việc trình bày cũng như là kết luận hay là xem xét hay là nhìn nhận từng vấn đề của nó đấy còn rất là thiếu sót, thậm chí sai lầm, thậm chí bịa đặt, thậm chí xuyên tạc. Tôi nghĩ rằng là muốn tìm hiểu kỹ cái cuộc sống của cái đất nước Việt Nam hiện đại, rồi tìm ra được một con đường đi cho cái đất nước Việt Nam hiện đại, thì cần phải xem xét lại lịch sử Việt Nam trong cả một cái thời kỳ cận hiện đại. Tức là ít nhất chúng ta cũng phải xem xét lịch sử ở Việt Nam trong vòng từ 100 cho đến 150 năm qua, xem xét lại, và lúc đó chúng ta sẽ thấy rõ rằng là những cái điều diễn ra trong vòng 100 tới 150 năm qua đấy, đáng lẽ ra đấy nó có thể đi theo những cái xu hướng khác, đáng lẽ ra đấy nó có thể phát triển theo một cái xu hướng khác nữa, mà không đến nỗi phải khổ sở như vậy, không đến nỗi phải đổ máu như vậy, không đến nỗi phải tang thương như vậy.
Và như thế thì mới có một cái cách nhìn đúng đến cái cuộc sống hiện nay, đến đến cái con đường đi của cái đất nước Việt Nam hiện đại, đến những cái thế hệ Việt Nam trong tương lai. Quay trở lại chuyện lịch sử thì ví dụ như chuyện ông viết về Nguyễn Ánh ấy, thì nó trong đấy thì có phải nó thể hiện được một cái cách nhìn lịch sử khác không? Tức là phải chăng là ông nói là người viết sử bao giờ cũng là đứng từ cái quan điểm của một phía nào đó để nhìn, thì phải chăng bây giờ cũng cần phải đứng về phía ngược trở lại để nhìn lại một cái sự kiện lịch sử nào đó thưa ông? Những câu chuyện về cuộc đời Nguyễn Ánh hay cách nhìn nhận Nguyễn Ánh nó chỉ là một cái hiện tượng trong rất là nhiều những hiện tượng lịch sử tại Việt Nam mà thôi. Cái trường hợp của Nguyễn Ánh thì nó cũng không phải là một cái trường hợp điển hình. Thậm chí chúng ta có thể kể ra những cái ví dụ khác nó còn điển hình và nó còn độc đáo hay là còn thú vị hơn nhiều cái trường hợp của Nguyễn Ánh. Thì cái việc mà nhìn nhận cái hiện tượng lịch sử Nguyễn Ánh đấy thì chẳng qua đấy cũng chỉ là một cái cớ để mà cho tôi mà viết ra những cái câu chuyện của mình mà thôi. Tôi nghĩ rằng là đó là cái câu chuyện của 10, 20 năm trước. Câu chuyện mà tôi viết về Nguyễn Ánh đấy thì nó cũng đã diễn ra cách đây đến 10, 20 năm rồi. Và lúc đó là lúc mà cái xã hội Việt Nam nó đang cần có một cách nhìn nhận mới về tất cả những cái quan niệm ứng xử hay là những cái sự kiện đã diễn ra ở trong cuộc sống lịch sử và cuộc sống hiện tại. Thì tôi cũng muốn dựa vào cái nhân vật Nguyễn Ánh, cái sự kiện lịch sử Nguyễn Ánh để mà đặt ra cái vấn đề đối với xã hội lúc đó. Cho đến tận bây giờ đấy thì những cái câu chuyện đấy nó vẫn có một cái giá trị riêng của nó. Thế nhưng mà cũng đã đến lúc mà chúng ta phải có một cách nhìn nhận lịch sử một cách toàn diện hơn, không phải là về một cái trường hợp Nguyễn Ánh, một cái hiện tượng lịch sử Nguyễn Ánh, mà còn phải xem xét rất là nhiều những hiện tượng, rất là nhiều những sự kiện lịch sử trong cả một cái chuỗi khoảng thời gian dài. Tôi nghĩ rằng là cần phải xem xét lại lịch sử cận hiện đại Việt Nam. Ông có nói đến là cái giai đoạn đấy thì văn học cần phải có một cách nhìn nhận mới, thì trở lại cái giai đoạn văn học đổi mới cũng là cái thời kỳ mà bắt đầu những cái tác phẩm truyện ngắn đầu tiên của ông xuất hiện trên báo Văn Nghệ, thì ông có thể cho biết tại sao khi đó ông bắt đầu viết thưa ông? Khi mà ông bắt đầu viết những tác phẩm đầu tiên là khi ông đã 36 tuổi, thì có phải trước đó ông thấy chưa cần thiết phải viết, nhưng đến cái đoạn đấy ông thấy cần phải có một cái sự chuyển đổi trong văn học và nó đã thôi thúc ông để ông viết, ban đầu sáng tác thưa ông? Văn học là một cái nghề mà chẳng phải là báu bở gì, chẳng phải là thú vị gì. Viết văn nó là một công việc rất là nhọc nhằn, nó là một cái nghề nghiệp rất là gian khó. Thực sự ra để sống ở đời, sống một cái cuộc đời trong vòng 6, 70 năm, thì tôi cũng khuyên tất cả mọi người là nên đi tìm một công việc nhàn hạ và nó dễ chịu hơn viết văn. Tôi cũng đã từng làm rất là nhiều nghề, đã từng là giáo viên đi dạy học, đã từng đi làm ở trong những cái lò gốm tại Bát Tràng, rồi thì là đã từng làm mở hàng quán, mở restaurant, các thứ nữa kia, và tôi đều thấy là những công việc khác đấy nó đỡ vất vả và nó nhàn nhã, nó không dằn vặt như là cái công việc viết văn. Vì sao tôi lại phải viết văn muộn như vậy? Rồi vì sao tôi lại bước vào văn học với tất cả một cái thái độ và với tất cả một cái sự chuẩn bị tôi công phu như vậy? Thì có lẽ một phần là nó cũng là do số phận. Nhưng mà có lẽ cái điều cơ bản nhất đấy, đúng như là như Nguyễn Du nói đấy, tức là những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Tức là những cái cảnh ngộ hay là những cái sự kiện hay là có những cái mà gặp gỡ trong cuộc đời khiến cho mình tức là không thể không viết. Chính cái điều đấy nó đã thúc đẩy tôi cầm bút, khiến cho tôi cho cái lối viết của tôi như là người ta nói đấy, tức là nó có một cái bút lực thế nào đấy, nó có một cái sự mạnh mẽ thế nào đấy, nó có một cái ma lực như thế nào đấy, nó có một cái tình cảm như thế nào đấy. Thế nhưng mà tất cả những cái thứ đấy thì là cũng là những cái điều mà người ta cũng nói thêm vào cho những tác phẩm của tôi thôi. Nhưng ở đây tôi muốn bạn đọc nhận ra được cái tình cảm thực của tôi, của cái người viết văn. Ngay từ khi bắt đầu cầm bút viết văn cho đến tận bây giờ cũng vậy, tôi luôn luôn biết rằng đấy nó là một công việc rất là khó khăn, rất là gian khó, nó đòi hỏi một cái sự trung thực. Tôi vẫn coi nghề viết văn nó như là một cái sự rèn luyện bản thân ấy, nó như là một cái công việc của người tu hành, nó là một cái việc tu dưỡng về rất nhiều thứ, về trí tuệ, về đạo đức, về nhân cách, rồi về tóm lại là toàn bộ cái thái độ sống. Nó không phải là một cái công việc dễ dàng gì, và tôi mong rằng là người đọc dù đọc cái tác phẩm này hay đọc các tác phẩm khác của tôi đều hiểu cho cái tình cảm thực của
của tôi, của tác giả. Có những người tin rằng là ông là một trong những người góp phần vào trong cái đổi mới văn học và giai đoạn những cuối những năm 80 á, thì ông có tin vào điều đó không, và theo ông thì ông đã góp được phần nào trong cái việc gọi là chuyển mình của văn học? Tin chứ, tức là ít nhất ra tôi cũng hiểu rõ được cái sự đóng góp của tôi đối với cái sự đổi mới ở trong văn học, và thậm chí sự đổi mới ở trong cái tinh thần, ở trong cái tư tưởng ở Việt Nam trong khoảng thời gian qua chứ. Rõ ràng những cái tác phẩm của tôi nó cũng đã gây ra những cái cuộc tranh luận, gây ra những cái sự rung chuyển ở trong cái quan niệm, ít nhất là trong cái quan niệm viết văn của nhiều nhà văn Việt Nam. Những cái bậc đàn anh trước thế hệ tôi như Nguyễn Minh Châu, như Nguyễn Khải, người ta cũng đã từng nhận ra rằng là từ khi tôi xuất hiện, tức là người ta thấy rõ là họ không thể viết như cũ được nữa, tức là phải tìm ra một cái lối viết khác. Tôi có thể tự hào rằng là tôi đã làm thay đổi cái ngôn ngữ văn học Việt Nam trong cả một khoảng thời gian dài, và bắt đầu từ tôi và sau đó một loạt những cái thế hệ các nhà văn trẻ tiếp theo đấy, thì họ cũng đã làm thay đổi một cái bộ mặt mới ở trong xã hội Việt Nam. Họ đã có một cách nhìn nhận mới đối với cái công việc viết văn, đối với cái nghệ thuật văn chương. Khi nói về chuyện ngắn thì hiện nay rất nhiều người tin rằng là ông là cây bút số 1, nhưng mà không những là ông chỉ viết chuyện ngắn mà sau đó ông còn viết kịch. Và gần đây thì còn có cả một tác phẩm, một tiểu thuyết mới ra đời nữa. Thì cái sự chuyển thể loại này cũng có những người nói rằng bởi vì ông đã cạn cái nguồn để viết chuyện ngắn. Nhưng mà cũng có người nói rằng là chuyện ngắn thì thông thường là cái sự khởi đầu, và sau đấy khi mà người ta trưởng thành hơn thì có thể chuyển sang những thể loại khác như tiểu thuyết. Ông có thể cho biết là cái lý do tại sao mà không có mấy chuyện ngắn nữa mà bây giờ ông chuyển sang các thể loại khác không? Trong văn học thì nó có nhiều cái thể loại văn học khác nhau. Nó có thơ, nó có chuyện ngắn, nó có kịch, nó có tiểu thuyết, nó có tiểu luận phê bình văn học, vân vân. Thế thì trong sự nghiệp của sáng tác một cái nhà văn đấy thì nó cũng có nhà văn thì chuyên về một hai thể loại này, nhưng mà cũng có những cái nhà văn đấy thì là họ viết tất cả các thể loại. Thì điều này nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, nó phụ thuộc vào cái kiến thức của người viết, nó phụ thuộc vào cái khả năng của cái người viết, hay là cái ý thức viết văn của từng người viết, cái việc mà rèn luyện của từng người viết. Tôi thì tôi coi cái nghề viết văn nó là một cái công việc, như là tôi nói, nó là công việc rất là gian khó, nó không phải là công việc đơn giản, mà tôi phải bắt đầu nó như mình là một học trò, tôi bắt đầu nó từ những cái tác phẩm, từ những cái bài tập đầu tiên. Tôi viết chuyện ngắn và cũng đã có những cái thành công ở trong những cái chuyện ngắn của mình. Và trong một cái bài viết gần đây viết về tiểu thuyết đấy, thì là tôi cũng có nói rằng là chuyện ngắn, một mặt tôi vẫn viết nó như là một cái ý thức, như là một ý thức cổ điển, tức là viết để mà những cái tác phẩm đấy nó không phải là mang tính chất thời sự trước mắt, mà người ta có thể đọc đi đọc lại nó như là một cái tác phẩm cổ điển vậy. Nhưng một mặt khác tôi vẫn coi nó như là những cái bài tập ở trong văn chương mà thôi. Thì dần dần là mình chuyển sang những cái thể loại khác. Rồi thì là tôi viết kịch, tôi viết tiểu thuyết, tôi viết cả tiểu luận phê bình văn học. Tôi viết rất là nhiều thứ, nó phụ thuộc vào cái một phần là về cái nội tâm của tôi, rồi những cái vấn đề mà tôi đặt ra nữa. Thì ở Việt Nam tôi nghĩ rằng là để mà có thể phát triển một cái nền văn học toàn diện đấy thì đòi hỏi các nhà văn đều phải rất cố gắng, không phải là cố gắng ở trong một thể loại mà phải cố gắng ở trong rất là nhiều thể loại. Nhìn chung các thể loại văn học ở Việt Nam tôi nghĩ rằng là nó đều có vấn đề cả, không phải là chỉ chuyện ngắn đâu, mà cả tiểu luận phê bình văn học cũng vậy, rồi thì là cả tiểu thuyết cũng vậy. Thì tôi là người sáng tạo mà, tôi luôn luôn cố gắng, tôi muốn làm mới thêm, tôi muốn làm lạ về những cái thể loại đó, và tôi cũng cố gắng là bằng hết cái khả năng của mình, bằng hết cái sức lực của mình, tôi cố gắng là làm theo cái cách của tôi. Và chỉ đáng buồn cái là cách nhìn nhận hay là cách tiếp thu những cái sáng tạo của các nhà văn ở Việt Nam đấy thì nhiều khi là nó cũng hạn chế. Cũng giống như một người ta quen ăn mãi một cái món thức ăn rồi, bây giờ khi mà ăn một cái món lạ khác đấy thì là người ta có thể kỳ thị, người ta có thể dè dặt, người ta có thể ngờ vực các thứ nọ kia, người ta không biết được cái lòng của cái người đầu bếp đấy nấu những cái món ăn đấy. Thế nhưng mà người ta cứ bị cái quán tính, bị cái lối thưởng thức cũ và khiến cho người ta e ngại. Thậm chí ngay cả những cái sáng tác mới của tôi, những cái tiểu thuyết của tôi hay là những cái bài phê bình văn học, những cái tiểu luận văn học của tôi ở Việt Nam đấy, nhiều khi là
được đón tiếp một cách rất là dè dặt. Thậm chí có nhiều cái tôi cũng đã xuất bản được tại Việt Nam đâu. Nhưng mà tôi không sợ, tại vì tôi biết rằng là cái điều đấy nó cũng là cái lẽ thường tình thôi. Mà nhất là ở Việt Nam, vốn là một cái nước nông dân, vốn là một cái nước mà có những cái tư tưởng nông dân, những cái tình cảm nông dân, họ chỉ quanh quẩn ở trong cái bụi tre xanh, ở trong cái lối tư duy, ở trong cái lối suy nghĩ hạn hẹp của mình thôi. Nó có nhiều cái rất là nhiều cái ưu trí, chỉ khi mà đi ra khỏi cái làng xóm của mình, nhìn rộng ra mình mới thấy rõ được rằng là tức là ngoài trời có trời, và lúc đó mình mới 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 mở rộng cái lòng của mình ra, mình có thể thu nhận, đồng thời mình có thể tiếp nhận nữa rất là nhiều thứ. Và như thế tức là phải phụ thuộc vào rất là nhiều người, rất là nhiều yếu tố. Tôi là một cái nhà văn, theo tôi nghĩ tức là một cái nhà văn lương thiện, tức là một cái nhà văn mà tôi cũng giống như là một cái anh đầu bếp tử tế. Tôi cố gắng nấu ra những cái món ăn ngon, những cái món ăn thú vị. Thế còn cái việc mà thưởng thức các cái thứ nào kia thì đấy còn phụ thuộc vào chính cái kinh nghiệm và cái văn hóa của cái người ăn đấy nữa.